với sự gia tăng của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nát, bên trên phạm vi toàn cầu, theo ước tính bây giờ có 20% dân số Hoa Kỳ bệnh biểu bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ở Việt Nam, chưa có hoạch toán cụ thể, nhưng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cho biết thêm đang tăng cường một trong những năm gần đây. Bốn loại thực phẩm tránh ăn nhiều để gan mạnh bạo. 1. Thịt đỏ. Protein có trong thịt đỏ là cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng nhiều nghiên cứu cho biết thêm cắt giảm lượng thịt đỏ để giúp đỡ bảo đảm an toàn gan. Nếu bạn là một trong những người mạnh bạo, gan của bạn cũng có thể dễ dàng phá vỡ các protein trong thịt đỏ. Hai, muối. Mặc dù cơ thể bọn họ đòi hỏi một mức độ muối nhất định, nhưng quá nhiều muối có thể gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Chúng ta đã biết ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, nhưng do bản lĩnh giữ nước của muối, thừa muối cũng không giỏi cho gan của bọn họ. Bốn, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh nói chung không giỏi cho sức khỏe của bọn họ, nhưng đặc biệt là đối với gan của bọn họ. Bốn, đồ nóng có hàm lượng đường cao.